Chào các bạn nha. Mỗi hôm mình hay mấy quả vải chín sớm để ăn các bạn ạ. Mọi cuộc sống cũng thứ để ăn uống. Đây hôm qua có một cái video chia sẻ của VTV, cái tin tức của VTV nhá. VTV 16. Vải chín sớm Thanh Hà cao nhất 100.000 đồng một kg các bạn ạ. Vậy có biết mấy nữa vải thiều mình chín nó sẽ được như nào? Cứ được 10.000 lên mình thích rồi các bạn ạ. 10.000 lên còn 20.000 quá tốt. Bởi tình hình cái bệnh dịch như này nó rất diễn biến phức tạp. Thì vụ vải Thanh Hà thì khoảng độ 40 ngày nữa, còn vải thiều thì tầm độ 50 ngày nữa. Thì chúng ta đến vụ vải rồi, hy vọng lúc ấy được tình hình nó được dập tắt, bệnh dịch được khống chế hoặc là được hạn chế. Dập tắt càng tốt, còn đừng đi qua lại, bố có bảo rồi. Đây cái vải u trứng trắng của mình đây, mình chín rồi các bạn ạ. Nhưng mình đã ít cho nên mình không có bán cho nhiều được. Đành phải thì... Mà bây giờ người ta bán đến 40-50 nghìn một cân, mình mang kia bán ở... Ấy thôi, như năm ngoái ở Thanh Hà người ta bán 40-50 nghìn cân, mình chỉ bán 30.000 cân thôi. Bởi bán đắt quá, toàn người quen mà mang ra bán á. Như ta biết rồi, bán buôn, bán ô tô cho khách người ta mua đi bán. Những tỉnh xa thường đắt hơn là mình bán cho bà con làng xóm láng giềng. Bởi vì với khối lượng tiền như thế ai dám mua được. Với chùm vải này, ví dụ như Thanh Hà người ta bán độ 6-70 nghìn, mình bán 70.000 chắc không ai dám mua. Thôi ăn cho nó sướng. Thôi mỗi hôm ăn một chùm các bạn ạ. Đây cái vải đây nhá. Thế là vải chín sớm, mình mở lại để các bạn xem đây. Facebook các bạn chia sẻ, các bạn vào VTV VTC 16 nhé, đây về của VTC 16 đây. À, thì tình hình cái vải của mình như nào? Bây giờ mình ra mình thăm vườn đây. Ví dụ đây như vải lưa chín sớm đây, còn chín muộn bây giờ cũng nhiều loại lắm. Thì cây vải nhà mình năm nay là cái cây vải bởi vì nó rét cho nên nó không ra được, nó chỉ ra được ở trong giữa tán thôi. Các bạn nhìn nhá, giữa tán rất là sai các bạn ạ, riêng giống vải nó sai lắm, nó sai chùm dưới cục cơ, không nhìn thấy. Phóng to một tí, đây này, đấy đấy quả đấy các bạn ạ, nó chịu chịu đấy đấy, nó chín, nó nặng, bây giờ bắt đầu nó oằn hết cả tán rồi. Đây có những quả này thấp đây, một số chùm mới thấp, sai lắm, giống này sai đẹp lắm các bạn ạ, đấy đẹp lắm, đấy chùm thấp. Để mình giơ cao cái điện thoại các bạn xem nhá. Mình bật flash lên. Rất đẹp các bạn ạ. Nếu 100.000 một cân thì một chùm nó một cân đấy. Một chùm một cân. Đây mình sang cây vải bên cạnh nhá. Đây là cây vải u gai. Thì quả cũng đang còn xanh lắm. U gai hoặc là u thâm. Đấy, u gai u thâm. Còn kia trên tán kia trên bắt đầu hồng hồng rồi các bạn ạ. Ăn oằn nó đẹn vào nhau đấy đấy. Oằn đẹn vào nhau. Các bạn vào VTV 16 nhá. Còn thực hư nào không biết, nhưng mà cái vải này bây giờ mình chưa chín. Để oằn hết vào nhau. Thôi mình sang cây thấp thấp với cây để cao quá. Còn đây chính là cây vải mình vừa hái xong nhá. Mình vừa hái phần trên ngọn. Cứ mơ ra hái tí, cây này ra sớm. Ở trên ngọn ra sớm, còn bốn xung quanh như thế nào. Các bạn nhìn đây. Ôi, nhưng mình phóng to ra cho nó hơi to. Mình chưa kịp thu lại quên mất. Các bạn nhìn lại nhá. Nhưng vẫn chưa chỉnh lại sao? À mình đã chỉnh lại rồi. Những cái phóng to đùng ra, không để ý. Bạn nhìn lại đây. Có một số quả cành trong tán này thấp đây. Đấy.
Cây này với cây trước cửa mình là cách nhau 4 tháng nhé. Cây này ra hoa từ thời gian lập xuân. À, cây này ra hoa từ thời gian mà cuối mùa thu. Còn cây trước cửa nhà mình ra hoa thời gian lập xuân, cho nhau đúng 4 tháng. Hai mùa. Như bây giờ nó bằng nhau hết rồi. Đấy. Sai lắm các bạn ạ, sai và đẹp chứ. Thì giống này trước mình vẫn gọi tháng 3. Như chia sẻ lên anh em gọi là u chuông trắng. Thì bây giờ chính là cái video mà các bạn hình như các bạn Hải Dương chia sẻ đấy. À cái truyền hình ấy. VTV16 chia sẻ là bây giờ 670 nghìn, 80 nghìn, 100 nghìn một cân. Không có phải không? Còn đến vải thiều mình chỉ hy vọng được 10 nghìn nhà mình với bệnh dịch mà được mồi như thế này, 10 nghìn là ngon rồi các bạn ạ.